chín rồi nhưng mà hối hận thật sự khi dắt hai đàn em này đi đu chim Lưu Diệc Phi ôn hoa này quá. Ba cái cáp mọi người cùng đoán xem nha. Thì nhà của mình á là có tới ba chị em nên có đi á là một lượt phải ba đứa. Để má thì em kiếm được rồi mà giờ căng nhất là cái phần trang phục. Ba mẹ con cùng đâu đi bộ nào cũng phải sắm ba cái. Mà bây giờ mình phải công nhận tính ngựa ngựa cũng có lợi lắm nha. Mấy cái chỗ bán đồ dễ thương cho cả mẹ lẫn bé thì mình biết hơi bị nhiều. Mà thường á đạp cao cấp mẫu thiết kế thì nó bao đẹp. Lúc đầu á nó để con gái xuống lắm mà tới cái phần sắm sửa quần áo tự nhiên thấy hối hận thiệt chứ. Bữa nay á là má mi trong vai là ngoài làm model kim luôn designer makeup photographer trợ lý bảo mẫu. Mà cái tiền công á trả cho hai mẫu nhí này cũng tốn kém dữ lắm. Chưa chụp được một tấm nào hết mà hai bả đòi ăn rồi. Tranh thủ thời cơ đó mình đi làm trước một bộ ảnh riêng liền. Cuối cùng thì hai mẫu cũng ăn xong rồi, tưởng bước ra đây rủ mình chụp hình, ai mà ngờ đâu. Mẫu mượn điện thoại để vô mẫu quay clip nhảy đầm. Rồi tự nhiên từ buổi đi chụp hình thành màn nhảy cover luôn là sao? Chụp hình và quay clip xong bộ đầu tiên, hai mẫu lại tiếp tục nghỉ giải lao ăn nữa. Mẫu đầm công chúa này công nhận đẹp ghê, đợt trước mà sắm sớm mà dắt hai bạn đi đu trên công chúa đi siêu thị rồi. Giờ mọi người coi nè, rõ là hai chị em nha, nhưng mà một đứa thì ăn ảnh còn một đứa thì chê ảnh. Chị hai Cherry á vô hình khúc nào là đẹp thần thái khúc đó. Còn em Cherry á là mẹ biết là cố gắng quay tất cả mọi góc. Mà vô góc nào cũng tàn là góc chết. Mà cũng đúng, người đẹp phi lụa. Nhờ cánh dữ lắm á mà Kiwi cũng có nhiều tấm hình đẹp xuất thần lắm á nhờ. Mà có buổi đi chụp hình ngày hôm nay, má mới cảm thấy á chị hai Cherry cũng có năng khiếu làm người mẫu nha. Còn em Kiwi thì thôi bỏ qua đi, từ từ tính. Trong năm sách đầm hôm nay thì má mới đánh giá cao nhất là bộ đầm công chúa, sau đó là tới bộ này. Kiểu nó vừa trong sáng vừa dễ thương vừa sang chảnh. Mọi người cũng hay làm á tưởng hai chị em á là sinh đôi, nhưng sự thật là mẹ mới đẻ ba nằm hai đứa. Trời, cứ sơ hở ra có nhạc là hai ẻm nhảy à. Hai cái set đầm dạ này xinh dễ mang luôn á, nhưng mà đang mùa hè mặc không có hợp lắm ha. Mà thôi kệ đi, mình mua rộng rộng mình để dành, tới Noel mình lôi ra mình mặc. Bộ đồ tiếp theo cũng rất là xinh. Mà mùa hè này nóng quá, hai bả chụp tới đây là mệt lả nên không có chịu chụp nữa, đòi về. Vậy thì bây giờ mình cùng xem thành quả. Hình ăn uống phủ phê của hình đã sống ảo, vậy mà Vai còn bắt trả công thêm hai món đồ chơi nữa chứ.